và chưa có sử dụng được Nitro Filter. Thì các bạn thấy khi mà các bạn download về thì chắc chắn là nó sẽ không có cho các bạn download về. Thì mình đã tiến hành cài lại theo cái cách của mình thì mình thấy rất là hiệu quả, nên mình chia sẻ các bạn nào mà đang sử dụng Photoshop bản 2023 mà muốn download những cái này về thì có thể làm theo cái cách mình đang cài cho cái thiết bị này ha. Thì hiện tại mình đang cài thì mình thấy nó hiệu quả, nên mình chia sẻ các bạn nào cần thì có thể tham khảo. Rồi, ok, bắt đầu thôi. Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mình cài coloration và photo retouching. Thì trên màn hình các bạn thấy để mà cài được cái plugin mà trên Nitro Filter full như thế này đầy đủ á, thì mình chia sẻ các bạn dưới phần mô tả video. Thì đây là cái bài viết mình chia sẻ rất là chi tiết. Các bạn nếu như mà các bạn chưa có tài khoản Cloud Desktop của Adobe á, thì các bạn có thể tải về dưới phần mô tả video. Thì bước 1 các bạn phải, nếu như các bạn chưa có thì các bạn bắt buộc phải download về và sử dụng cái tài khoản này để chúng ta cài toàn bộ những cái trên Nitro Filter một cách rất là đầy đủ và chi tiết ha. Rồi thì sau khi mà các bạn cài cái này và tạo một cái tài khoản đăng ký miễn phí thì các bạn có thể sử dụng được và download những cái phần mềm trên những cái plugin trên Nitro Filter. Thì đây là cái bản Adobe Desktop Cloud mới nhất mà mình update cho các bạn có thể tải về và sử dụng. Rồi, cái bước thứ hai để chúng ta cài được cái phần này á, thì bắt buộc chúng ta phải, nếu như các bạn đã cài cái Photoshop trước đó rồi á, thì các bạn hãy gỡ trực tiếp. Các bạn lưu ý là mình phải đăng nhập vào Cloud Desktop của Adobe, thì chúng ta sẽ ấn Tool nó đi. Nói chung là gỡ toàn bộ đi ha, gỡ toàn bộ đi cái phần mà các bạn đang cài trên PC của mình mà không tải được phần Nitro Filter Coloration và Photo Reduction á, thì các bạn nên gỡ đi trực tiếp. Các bạn lưu ý là mình sẽ gỡ trực tiếp trên Cloud Desktop mới được nha, thì chúng ta mới có thể cài lại trong cái trường hợp này được. Sau khi mà các bạn gỡ xong toàn bộ Photoshop trên PC của bạn á, thì các bạn bước tiếp theo là các bạn tải cái phần mềm mình để dưới phần mô tả của video, đó là phần mềm Photoshop mới nhất về để các bạn có tiến hành cài lại một lần nữa, thì chúng ta sẽ sử dụng được Nitro Filter ha. Thì cách này mình đang áp dụng trên một số thiết bị mới cài á, thì nó rất hiệu quả, nên mình chia sẻ các bạn thôi. Rồi, sau khi mà các bạn cài xong Photoshop bạn vừa download về á, thì các bạn có thể vào Nitro Filter để tải về tất cả những plugin trên Nitro Filter một cách rất dễ dàng nha. Thì các bạn thấy mình đã tải về một cách rất là bình thường. Các bạn chỉ cần click chuột vào và các bạn tải về thôi, thì nó sẽ cho các bạn tải một cách hoàn toàn là miễn phí ha. Thì các bạn có thể tham khảo cái cách này. Trong quá trình tải thì các bạn lưu ý là mình sẽ không có dừng cái Nitro Filter lại nha, thì dừng lại thì nó sẽ ngưng hoạt động, nên chính vì thế nên các bạn cứ để cho nó tải về toàn bộ, rồi sau đó các bạn test thử coi cái nào sử dụng được. Thì hiện tại mình đang tải về thì nó đầy đủ và mình có thể sử dụng một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng với cái cách này ha. Các bạn quay về Nitro Filter, các bạn download tất cả những cái photo reduction hay là những cái login khác trên Nitro Filter. Thì sau khi download về thì mình sẽ tiến hành mình test cho các bạn tham khảo ha. Rồi thì các bạn thấy mình đã test thành công những cái Nitro Filter ở trên đây hoạt động hoàn toàn là bình thường ha. Ở đây thì mình sẽ bật những cái như là coloration lên, lên màu tốt. Rồi ngoài ra thì vẫn còn như skim nè, skim mode nè, thì các bạn vẫn có thể download về được. Nói tóm lại là các bạn sẽ download về toàn bộ hoàn toàn miễn phí. Rồi, nếu như mà các bạn trong quá trình cài mà các bạn có gặp vấn đề gì á, thì có thể để lại comment để mình tham khảo xem có bị sai sót gì trong quá trình cài không. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn quan tâm thì có thể sử dụng thử ha. Rồi, xin chào.